một nhà doanh nghiệp và đang giúp rất là nhiều chủ tiệm nail để mà tăng thu nhập trong tiệm, cũng như là giúp cho thợ có thêm một cái nguồn income cho chủ và cho thợ có thêm một cái nguồn income. Đó, đây là Thảo, cái chân 55 đồng đang trend cho chủ nail, chân 55 ha, xe là cái chân 55 đồng. Các bạn nhìn thấy nè ha, tiệm của mình đó là người này full set nè, cho nên mình thường là cái chân của tiệm mình là tới 15 loại chân, các bạn hồ sơ 15 loại chân từ số 1 cho đến số 15. Bây giờ khi mà mình qua cái nguồn chân thì mình chỉ còn chuyển lại là bằng 5 loại chân thôi ha. Nhưng mà khách làm chân 35, 45, 55 rất là nhiều, không có làm cái phần chân thường nhiều đâu. Cho nên các bạn hãy mạnh dạn áp dụng và đừng có suy nghĩ là sợ cái sản phẩm này nó hao. Nhưng mà mình khuyên các bạn là khi các bạn lên giá thì bắt buộc các bạn phải trừ tiền sản phẩm. Nếu không có trừ thì không thể nào mà nó work cho chủ được hết. Tại vì mình có rất là nhiều anh chị họ áp dụng vô rồi cứ đổ tiền là làm không có work, không có khác hết. Và cái lưu vịt body nhú phát cộng với cái eye dancer và cái foot cream, rồi mình finish up với lại cái bao bắp border, nó giữ cho cái da mình moist for 24 tiếng đồng hồ ha. Thì mình sẽ phỏng vấn sơ khách để cho cả nhà coi nha. Thì I'm Theresa Hằng Nguyễn today. I'm really blessed that I'm here in Portland visiting Mac Nail with Thảo Hồ và Đạt, the owner of the nail salon here. And the last 4 months, I know that this salon had used 100% natural pedicure in the salon, and she had a lot of feedback because I've been watching her Facebook post and interview from different clients. And today we really blessed that I met you, and you said you had tried before once, and you also bought the soap solution, right? Yes. The foot cream. Yes. So could you please say your name and your feedback about natural pedicure compared with the pedicure you have in the past, please? Connie Palmer, and I actually love the pedicures from here. They're all natural and they feel great. The product that I purchased has definitely helped with the calluses on my heels and the balls of my feet. Yes. So I'm pleased with the product. Thank you so much, Connie. Please enjoy your pedicure. Okay. And thank you so much for sharing your feedback. You're welcome. May I ask you one more question? Yes. While you trying the deluxe pedicure with the natural products, the sea substrate that we use for you is called a body flufra. This bottle here that he just used for you to massage your legs, how do you feel compared with all the sea substrate that they used to have before? Yes. Yeah, how do you feel the difference? It's very soothing. I just really soothing, really soft, right? Yes. Okay, this vessel body flufra, the reason why it's feel really amazing and it doesn't scratch your legs, because while right. we massage you, it's absorbing and then it's melting, so the sand doesn't scrub your skin and it doesn't leave the scratches on your skin. That's why you it just can feels massage much better. Yeah, yeah, much better and really soft, and yes. it sets up the dead skin as well. Yes. Exfoliating versus the other sea salt really thick, and then when they drop on for you 2-3 minutes later you feel burning. Yeah. Right. This way, even though you just self your legs, you don't feel that way because right. it's really soft. Yeah. Right. Thank you so much for sharing. You have a wonderful day. Thanks. Yeah, thank you so much. So cái đó là bà Connie, bà mới đưa cái feedback của bà về cái loại chân deluxe deluxe pedicure, là cái loại chân eye dancer này. Thì cái chai dancer nó đặc biệt đó là nó giúp cho relax cái calf, nó không có làm cho mỏi cái chân của mình. Và follow up với lại cái bao bắp border thì nó sẽ làm cho cái da của mình giữ được cái độ ẩm trên 24 tiếng đồng hồ ha. Những người chủ tiệm nail nào đó thì thắc mắc á, thì cứ xuống đây mình chỉ dẫn cho nhiệt tình, không có gì hết, rất là dễ dàng. Tại vì mình làm được thì mình làm được, mình muốn các anh chị cùng vô làm với mình. Tại vì á, phải nói là mình rất là tiếc, tại vì 10 năm trước giờ rất là nhiều người no skin đi vô đây để mà chia sẻ với mình, nhưng mà mình không có đón nhận. Tại vì mình cứ nghĩ cái này á, nó mắc quá. Mình nghĩ bây giờ mình mua một thùng lotion 32 đồng 4 gallon mình làm, thì tại sao mình phải chuyển qua cái này 400-500 đồng, 500-600 đồng một thùng, mình nghĩ vô lý. Nhưng sau đó thì sau khi mà mình suy nghĩ ra đó, mình lấy cái tiền sản phẩm lại
thì mình đưa vô mình thử thì mình thấy nó thật sự là bây giờ là cái tiền sản phẩm thôi là một ngày mình dư sức để mình chi phí hết cái tiền trong tay. Chúng ta hỏi nghe tiền của em là nhiều tiền á, nó xung quanh nhau, rồi nó gọi điện thoại nó hỏi giá, nhưng mà giá của em nó 25 tiền, giá của mình nhiều ngay chỗ rồi. Dạ, ok chị. Chị Hằng cho cái câu này, chị này á lo là tiền của chị là 25 và tiền người ta 20 khách gọi điện hỏi ha. Ok, vậy bây giờ em nói cho chị nghe nè, giống như bây giờ đi, tiệm của em nguyên cái khu này luôn, hồi chị đi coi chỉ có một cái tiệm em là 28 đồng cái chừng thôi, nhưng mà những khu khác là những tiệm khác 20 thôi, nhưng mà khách tiệm em vẫn có khách không sợ. Thí dụ như trong 100 người mà hay là 10 người đi mà chỉ có một người mà họ compare cái đó họ không thích, trong 9 người thích thì em không khen một người đó, em không khen. Tại vì á, khi mà cũng có nhiều người vô cũng nói ô tại sao người ta làm cái chân có 20 mà mày làm 28, em giải thích cho họ, bà vô bà thử cái chân 28 của tôi nó có khác với cái chân 20 những chỗ khác hay không. Giống như bây giờ chị đi ăn một cục steak ở một cái quán 14 đồng nó phải khác với cục steak của một cái quán 50 đồng, đúng không? Tại sao chị không compare, chị nói tại sao bên kia có 14 đồng nhưng cái quán 50 đồng nó vẫn đông như thường. Cho nên á, khách đó nó có nhiều cái level, tùy theo chị chọn cái level của chị muốn tiệm chị là loại khách 28 đồng vô hay chị muốn tiệm chị là cái khách 20 đồng vô, hiểu không? Cho nên á, chị không thể nào mà chị hốt hết tất cả được. Bây giờ chị muốn chọn là cái loại khách 20 đồng vô tiệm chị hay chị muốn cái khách 28 đồng vô. Cái khi mà cái người mà họ biết xài, họ biết enjoy, họ sẽ phân biệt được cái chân của chị 28 đồng, wow, different, tại sao 28 đồng. Còn tự nhiên mà chị cũng xài sản phẩm thường giống họ mà họ 20 mà chị 28 là chị chết chắc, không thể nào chị cạnh tranh lại họ. Thì bây giờ á, cái thời buổi này á, chị lên giá chị phải có cái lý do để chị lên giá, không có tự nhiên người ta 20 mà em lên 25 rồi em lên 28 nếu em không có cái gì khác biệt họ, hiểu không? Lúc đầu đó cũng là cái câu hỏi của chị rất là hay, em rất là lo cái điều đó. Em cái tiệm của em remodel trên 200 ngàn mà em không dám lên giá, bởi vì em nghĩ tự nhiên bây giờ mình có mới lên thôi, mình lên 5 đồng người ta có 20, em sẽ bị mất lượng khách. Em bỏ ra mấy trăm ngàn để em đầu tư cho cái tiệm của em thì không thể nào em mất khách. Ý em muốn là em phải thu khách về, đúng không? Nếu bây giờ em bỏ tiền ra mà em mất khách thì em ngu sao em làm, mà em không dám lên giá. Mà bây giờ em chỉ bỏ bộ sản phẩm này ra 600 đồng mà em lên giá 8 đồng cho cái chân thường, thì các chị nghĩ có đáng để mình giật không? Bây giờ là tiệm của mình đó, họ vô họ sẽ thấy cái sự khác biệt giữa 20 và 28. Nên mấy chị đừng có lo, lâu lâu có một bà vô mất đi, các bà chị sợ, chị nói thôi tôi làm gì tôi mất khách, tôi không làm được. Các chị muốn chọn 9 người hay các chị chọn 1 người? Các chị muốn khách 28 đồng hay các... Có nhiều tiệm cứ ngồi đó rên, chỗ ơi tiệm tôi khách bèo quá đi, đúng không? Tại các chị chọn thôi, đúng không? Mình cứ đưa sản phẩm tốt vô, họ sẽ thấy sự khác biệt. Bây giờ khi các chị đi vô một cái quán nè, em cho các chị thử thôi, một cái quán phở 10 đồng, một cái quán phở 7 đồng. Nếu quán phở 10 đồng nó service mấy chị good, nó cho các chị ăn ngon, các chị có quay lại quán phở 7 đồng không? Quay không? Trả lời em đi. Chị thấy sao, quay vô quán 7 đồng hay 10 đồng? Đương nhiên vô 10 đồng em. Thà thêm 3 đồng mà các chị được cái service good, no chemical. Cho nên các chị đừng có ngại là ừ tôi mắc hơn người ta. Cảm ơn Thảo nhiều đã chia sẻ. Dạ đâu có gì đâu chị. Mình Thảo dễ thương không? Thảo chia sẻ cho mọi người, giúp đỡ cho mọi người. Tuy rằng chị Nhân, chị Hòa không phải là người trực tiếp của Thảo, kinh doanh này nó hay là vậy đó, có nghĩa là mình làm mình thấy nó có kết quả tốt, mình muốn giúp đỡ những người xung quanh, nhất là cộng đồng người Việt Nam của mình. Dạ. Và đặc biệt là những chủ tiệm nail, bây giờ là nhất là mùa hè còn đỡ nha, còn mùa đông á mà ngồi đó chờ từng con khách. Dạ, để không? Mà trả tiền rent mỗi tháng. Mùa đông tiệm của em thợ vẫn làm có income như thường. Các chị nhìn sổ của tiệm em nè, mùa đông nè đây nè, đây nè, cách đây mấy tháng trước nè, các chị nhìn mùa đông nè nhìn sổ của tiệm em nè, mùa đông nè, các chị nhìn đầy sổ, đầy dày đặc sổ mùa đông của tiệm em nè, mấy trăm như thường, làm một mấy tour thôi cũng 200 mấy như thường. Nên là các chị nhìn nè, sổ của tiệm em nè, mùa đông mùa gì cũng đầy nghẹt sổ hết trơn, thấy không? Mùa đông là cách đây mấy tháng trước đó, thấy không? Cho nên hả, là em nói là các anh chị cứ đưa vô đi, đầy nghẹt sổ chưa. Ôi thì chị Thủy Sa Hồng Nguyễn rất là may mắn được đến tiệm em ngày hôm nay, bay từ Đức về đây mà thấy em trên social media với lại là Facebook, rồi hello rồi này kia, nhưng mà lần đầu tiên là gặp em in person ở trong cái tiệm của em. Thì em có thể cho mọi người biết, tại vì rất nhiều anh chị trong đây lần đầu tiên sẽ biết em, thì em có thể giới thiệu sơ về em ở đâu và làm cái ngành nail bao lâu? Dạ em là Thảo, đến từ Portland, Oregon. Em làm chủ tiệm này là được 10 năm rồi.
Dạ, nhưng mà cái khu vực, cái tiệm của em á, là cái khu vực này ở đây á, là rất là quê, nghèo xa, mấy chị đi cũng thấy rồi đó, đi cả tiếng đồng hồ mới tới. Thì khách nói chung là cũng bình dân lắm anh chị, chứ không có phải là khu khách sang gì hết á. Nhưng mà em đưa cái sản phẩm Nu Skin này vô là được 5 tháng rồi chị Hành. Tiệm 10 năm, dạ. Đem vô 5 tháng. Dạ. Thì cảm ơn em đã chia sẻ cái câu hỏi của chị. Và em có thể trả lời cho chị một cái câu hỏi nữa là sau khi 5 tháng em mang cái dòng sản phẩm này vào, thì em thấy cái kết quả và cái income mà em nhận được đó, nó có sự khác biệt gì? Dạ rất là nhiều chị. So với 10 năm trước. Dạ. Thứ nhất đó là thu nhập của thợ tăng rất là nhiều. Và mình chủ á, mình cũng có cái phần thu nhập của mình, giống như từ khi mình đưa sản phẩm này vô thì mình trừ ra cái tiền sản phẩm thì coi như là cái đồ supply mình lấy lại, mình xài coi như là được xài free luôn rồi đó chị, là không tính tiền supply nữa. Thì hồi xưa mình cũng nghe người ta nói là nói là giống như xài supply xài free, mình nghe nó vô lý quá đúng không, quá mắc mà nói xài free là không có đúng. Nhưng mà là do mình phải có cách, mình đưa vô thì mình phải nâng giá lên, nâng giá lên thì mình lấy cái tiền sơm, lấy cái tiền supply ra. Thì đó là lý do tại sao mà các anh chị nói là xài free đó, là mình còn ngày xưa á, các chị mua cái gói organic đó cũng hết 1 đồng 75, nhưng các anh chị làm các anh chị đâu có lấy lại được tiền sản phẩm đâu. Thợ làm rồi thợ ghi, mình đâu có lấy lại được đâu. Nên đó là một cái điều mà em rất là thích, là cũng cảm ơn Nu Skin đã đem đến cho em một cái nguồn income khác, một cái nguồn thu nhập khác. Từ nhờ những cái sản phẩm này nó tốt quá thì mình làm ra một cái chân của khách đó, mình mới có lý do để mình lên giá. Mình lên giá, mà khi các anh chị lên giá cái sản phẩm này, các anh chị đừng có lo, đừng có sợ là mình mắc hơn người ta quá. Các anh chị ha, từ 20 mà giờ em lên 28 nè các anh chị. Em lên 28 luôn. Cho cả nhà coi nha. Trước đây, đó là Thảo đây, cái menu cái chân cũ đó rồi. Thảo là tới 15 loại chân. Đây có nghĩa là nếu mà thợ mới, hồi xưa Hằng cũng làm chủ nha, nếu mà thợ mới mà vô cái tiệm mà thấy 15 loại chân khác nhau thì chắc là chóng mặt luôn đó. Chân thường này là chỉ có 20 đồng thôi. Chỉ có 20 đồng cái chân thường, thấy không? Có nghĩa là tiệm của Thảo tuy rằng rộng nhưng mà không phải là nằm cái khu sang trọng. Dạ. Mà chân 30-40 đồng là, dạ, là không có, tại vì chị biết thành phố Phúc này. Em cũng có chân 60 hồi xưa nè chị, 60, 45, 50. Nhưng mà ít lắm, ít người làm, lâu mới có người thích làm. 5 khi 10 quả. Nhưng mà từ khi vô làm cái Nu Skin này á, họ làm rất là nhiều. Thì đối với chị thấy thứ nhất đó là nó dễ hơn cho chủ nè, đúng không? Thứ nhì là dễ cho thợ nè. Thợ không cần phải thay phiên chăm supply mà mỗi tuần là 3-4 lần hay là chăm supply, thì dễ dàng hơn cho thợ, dễ cho chủ. Và nó gọn nữa, cái menu nhìn vô nó very professional. Nhìn nó sang trọng, nhìn vô là thấy những cái mặt đồ này là thuộc về cái hàng high end product. Natural cao cấp chứ đâu phải là cái đồ bình thường. Mà đóng gói trong những, và Thảo cũng trang trí cái tiệm này. Coi Thảo trang trí cái tiệm rất là sang trọng. Đi thì bây giờ giống như thợ có thu nhập thì mình có thu nhập thôi. Giờ mấy chị đâu cần dành thời giật với thợ nữa đâu. Ngày xưa ế mấy chị không có tiền, các anh chị phải đi chia thêm với thợ, đi dành giật với thợ. Bây giờ thợ họ làm mình ngồi không mình cũng ăn rồi. Bây giờ 10 người thợ họ làm mấy chị ngồi không, bây giờ họ làm được 200 thì mấy anh chị có bao nhiêu, thì vậy thì mấy anh chị dành được cái thợ làm gì. Thì khi mà mình không có dành được cái thợ thì thợ thích nữa, thợ có ăn không. Khi mà bước chân vô một cái tiệm mà chủ không có dành được, các anh chị làm tâm các anh chị có thoải mái không? Còn bây giờ tiệm trend người ta cao quá, bắt buộc người ta phải chia thân, người ta phải làm. Cho nên cái nghĩ là cảm giác họ dành giật với anh chị, nhưng mà các anh chị phải thông cảm, thì tiền trang họ cao quá mà tiệm họ không có anh không, họ phải share thêm với mấy anh chị thôi. Còn như bây giờ tiệm em thợ họ làm thôi thì cũng nói chung là đủ quá rồi, thì em đâu có cần phải đi làm hay em đâu cần dành giật, trừ khi khách đông quá thì bây giờ em phải lao vô em cào cấu thôi. Thế là chị thấy một cái hay cái như thế là cái phong cách của người phương Tây đó, đa số nó cho tiền tên, nó cho theo phần trăm. Dạ đúng cho rồi. Cho nên đúng nếu rồi. Mà cái sơ bịch của mình lên cao, cái tiền lương của mình đã lãnh về cao nè, mà cái tiền tơi mình nó còn nhiều nữa. Cho nên chị thấy là thợ nó rất là happy phải không em? Tại vì nó có tiền thêm hai thứ. Và thợ hình như là có thêm một tiền nữa lúc phải dùng sản phẩm này, em có thể chia sẻ không? Hình như là thợ em còn kiếm thêm một cái tiền về retail nữa đúng không? Dạ đúng rồi, bán sản phẩm đó. Thì bán được đó là một cái sản phẩm là giống như một chai này là bán nhiều nhất. Cái này là bán dễ nhất. Cái này bán dễ nhất đó, cứ một cái là mấy chị lấy 5 đồng, bán được cái 5 đồng. Thì giờ các chị làm cứ thấy chân họ chai thì kêu họ mua thôi, mấy chị kêu họ mua thôi, họ mua có tiền là họ mua liền họ thích lắm, trừ khi không có tiền thôi, có tiền là họ mua. Chị rất là dễ dàng, không biết tiếng Anh cũng bán được. Là thợ của em đa số là tiếng Anh không có rành. Dạ, ít người lắm, chỉ vài ba người thôi, giỏi tiếng Anh thôi. Nhưng mà rất là tuyệt vời.